Những người sáng tạo nội dung trên kênh YouTube luôn muốn đem lại cho người xem những điều mới mẻ và thú vị. Vì thế mà một YouTuber đã thực hiện một video nhảy dù từ ống khói nhà máy ở độ cao 50m để đăng tải đoạn video mạo hiểm này lên YouTube thì không may tai nạn bất ngờ xảy ra. Ruben Carbonell, 29 tuổi, đến từ xứ sở bò tót, từng khiến nhiều người theo dõi anh trên YouTube phải há hốc trước những màn nhảy dù điêu luyện nhưng không kém phần đáng sợ. Ruben vô cùng yêu thích môn thể thao mạo hiểm này, thường chu du đến nhiều địa điểm hùng vĩ, ngoạn mục và cũng khá am tường các kiểu nhảy dù khác nhau. Tuy nhiên, điều đáng tiếc nhất đã xảy ra khi Ruben không thể mở dù trong lúc nhảy xuống từ một ống khói của nhà máy xi măng. Tai nạn xảy ra vào lúc 1 giờ sáng ở thành phố Alicante, Tây Ban Nha. Ngày trước đó, Ruben và một người bạn của mình đã trèo hàng rào để lẻn vào nhà máy, sau đó tiến thẳng lên một cái ống khói cao đến 50m. Theo kế hoạch, họ sẽ lần lượt nhảy xuống và đồng thời ghi lại toàn bộ quá trình để sau đó đăng lên YouTube. Thế nhưng, người nhảy xuống trước là Ruben đã gặp tai nạn thương tâm. Người bạn đi cùng đã nhanh chóng gọi xe cứu thương nhưng nạn nhân đã thiệt mạng tại chỗ. Hiện tại, cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vì sao chiếc dù không bung mở và bằng cách nào mà hai nam thanh niên có thể qua mặt hệ thống an ninh để đi vào nhà máy. Tai nạn đáng tiếc lần này chắc chắn sẽ để lại sự đau buồn vô hạn cho gia đình cũng như những người yêu quý anh. Nhưng mà mặt khác, đây cũng là lời cảnh tỉnh cho tất cả mọi người cần đề cao các yếu tố bảo hộ khi chơi thể thao mạo hiểm cũng như không bất chấp trèo lên những nơi có địa thế hiểm trở chỉ để quay phim, chụp ảnh và đăng lên mạng xã hội. Vì nếu chẳng may có tai nạn xảy ra thì chính gia đình của người gặp nạn sẽ phải gánh chịu hậu quả đau lòng nhất.